giá đánh bóng xe ô tô bao tiền. Trong video dưới đây chúng tôi xin chia sẻ để cho mọi người hiểu rõ về dịch vụ này và có thể dễ dàng lên bảng giá dịch vụ phục vụ khách hàng. Dịch vụ đánh bóng xe ô tô hiện nay là một trong những dịch vụ được các tiệm rửa xe hơi, trung tâm chăm sóc xe phát triển. Bởi dịch vụ này đem lại nguồn doanh thu lớn cho tiệm. Tuy nhiên, việc báo giá đánh bóng xe ô tô rất quan trọng vì nếu giá thành quá cao sẽ không có khách hàng, còn nếu giá thấp hơn thị trường thì cửa tiệm sẽ bị lỗ, thậm chí những người trong ngành sẽ tẩy chay. Giá đánh bóng ô tô không có mức giá chính xác chung cho tất cả các khu vực, dao động từ khoảng 600.000 đến 2 triệu rưỡi. Giá này tùy thuộc vào loại xe có kích thước lớn có bề mặt bên ngoài lớn hơn sẽ tốn nhiều thời gian đánh bóng, vì vậy mà giá đánh bóng cũng cao hơn. Tình trạng trầy xước của xe, nếu bề mặt xe cần đánh bóng có nhiều vết xước thì giá dịch vụ sẽ cao hơn so với những xe làm định kỳ thường xuyên. Dịch vụ muốn chọn, nếu bạn muốn phủ nhiều lớp để bảo vệ hay bảo dưỡng sơn thì giá cũng sẽ cao hơn. Thời gian làm việc, dựa vào thời gian làm vệ sinh lâu hay nhanh để cửa tiệm đưa ra bảng giá dịch vụ phù hợp nhất. Địa phương, dịch vụ ở những thành phố lớn sẽ cao hơn những tỉnh thành rẻ. Gói đánh bóng nhanh, 600-1, 200.000 Việt Nam đồng. Thực hiện trong khoảng 4 tiếng. Quy trình gồm, lai bề mặt xử lý vết trầy đánh bóng cơ bản phủ lớp bảo dưỡng sơn. Gói đánh bóng cơ bản, giá dịch vụ từ 1.200.000 đồng tùy kích cỡ xe, bảo hành độ bóng 4 tháng. Thực hiện trong khoảng 6 tiếng. Quy trình gồm, lai bề mặt xử lý vết trầy đánh bóng tạo nền đánh bóng sâu phun lớp bảo dưỡng sơn. Gói đánh bóng hiệu chỉnh, thực hiện trong khoảng 8 tiếng. Quy trình, lai bề mặt xử lý vết trầy đánh bóng tạo bóng sâu phủ lớp bảo dưỡng sơn phủ lớp bảo vệ bay xi lan. Giá dịch vụ từ 1.200.000 2.400.000, bảo hành độ bóng 6 tháng. Bạn cần lưu ý bản việc báo giá trên chỉ có tính chất tham khảo, khi đầu tư mở tiệm làm dịch vụ, bạn nên tính tổng chi phí đầu tư từ trang thiết bị, hóa chất, nhân công để đưa ra một mức giá tốt nhất. Ngoài ra, bạn cần tham khảo giá dịch vụ của những cơ sở lân cận. Đây là yếu tố khá quan trọng giúp bạn vừa cạnh tranh lành mạnh vừa đưa ra mức giá hợp lý. Đánh bóng xe ô tô là rất cần thiết nhưng không nên làm thường xuyên vì trong sát đánh bóng luôn có một lượng bột mài mòn. Nếu mọi người đánh bóng xe nhiều, lớp bột này sẽ làm phần sơn xe của bạn nhanh bị xuống sắt. Do đó, bạn hãy rửa xe và đánh bóng khi cần thiết hoặc theo đúng định kỳ để đảm bảo xe luôn sáng bóng và có lớp bảo vệ tốt nhất trước mọi hoàn cảnh. Việc đánh bóng xe ô tô nên thực hiện định kỳ, khoảng 1 năm một lần để đảm bảo xe bóng đẹp và không ảnh hưởng đến lớp sơn. Hy vọng sau những thông tin trên, bạn đọc sẽ có cho cửa tiệm mình bảng giá dịch vụ đánh bóng xe ô tô. Nếu bạn muốn mua dụng cụ hay dung dịch để đánh bóng, gọi ngay cho công ty Tahico nhé.